Uống bia ở các quán vỉa hè là một thói quen của rất nhiều người và nó cũng là những hình ảnh rất quen thuộc tại nhiều tuyến phố ở các đô thị tại Việt Nam. Tuy nhiên thì sắp tới, việc làm tưởng chừng như rất đỗi bình thường này có thể lại là những hành vi vi phạm về pháp luật nếu dự thảo nghị định về quản lý sản xuất kinh doanh bia mà Bộ Công Thương đang xây dựng được thông qua. Dự thảo nghị định của Bộ Công Thương đưa ra nhiều quy định như cấm kinh doanh bia qua máy bán hàng tự động hoặc qua phương thức thương mại điện tử, cấm bán sản phẩm bia cho người có biểu hiện say bia, say rượu, cho phụ nữ có thai hoặc đang trong thời gian cho con bú, cấm bán cho người đang có bệnh lý về lạm dụng sử dụng bia rượu. Đặc biệt, kinh doanh bia tại các địa điểm trường học, bệnh viện, công sở, vỉa hè sẽ bị xếp vào hành vi vi phạm. Việc sử dụng lao động dưới 18 tuổi phục vụ tại các cơ sở sản xuất kinh doanh bia cũng bị cấm. Bộ Công Thương ước tính, sau khi nghị định này có hiệu lực, thuế thu về cho ngân sách sẽ tăng khoảng 3.150 tỷ đồng mỗi năm. Bộ này cũng cho rằng, nghị định mà mình đang xây dựng sẽ góp phần hạn chế tình trạng phát triển tràn lan các cửa hàng kinh doanh sản phẩm bia, giảm tác hại của việc lạm dụng bia và đồ uống có cồn.